Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm. Một Phổ Hiền hỏi, lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài về trời Đồng Bát Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh vì tội khổ ở trong cõi La Bà cũng như Bồ Đề này, và nói những sự vừa gọi báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạng pháp sau này biết rõ nhân quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nghe tôi nêu oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo, hai danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Bồ Đề có dãy núi tên là Thiết Vi, dãy núi đó tối thẳm không ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, và có địa ngục tên là Đại A Tỳ, là có địa ngục tên là Thứ Giác, là có địa ngục tên là Phi Đao, là có địa ngục tên là Hỏa Viễn, là có địa ngục tên là Giáp Sơn, là có địa ngục tên là Thông Thương, là có địa ngục tên là Thiết Sa, là có địa ngục tên là Thiết Sa, là có địa ngục tên là Thiết Ngu, là có địa ngục tên là Thiết Y, là có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, là có địa ngục tên là Thiết Lư, là có địa ngục tên là Dương Đồng, là có địa ngục tên là Bảo Trụ, là có địa ngục tên là Lưu Hỏa, là có địa ngục tên là Tâm Thiệt, là có địa ngục tên là Tỏa Thủ, là có địa ngục tên là Thiêu Cước, là có địa ngục tên là Đạm Nhãn, là có địa ngục tên là Thiết Hoàng, là có địa ngục tên là Tránh Luận, là có địa ngục tên là Thiết Thù, là có địa ngục tên là Đa Sân, vân vân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi trước kia có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, là có địa ngục Ký Quán, địa ngục Bạc Nhiệt, địa ngục Phẫn Hiếu, địa ngục Đồng Hỏa, địa ngục Hỏa Tự, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ân, địa ngục Quyết Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Hữu, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đạo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan, vân vân. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn là có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, dẫn đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đài làm những điều ác mà thiền nghiệp chưa cảm ra những điều ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với tư duy, có thể trong dường biển cả, có thể ngăn đạo thánh, vì thế chúng sanh chết với điều quá nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết được có quả báo nhiều, đến bạn muốn được và chịu lấy chí hơn như cho với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Giờ có gặp nhau cùng nhau bằng lòng những khổ hay nhau, nay tôi nương ai? Nay tôi nương sức oai lực của Đức Phật, mà nó rơi lượt những sự tự báo nơi địa ngục trong ông nhân giả giảm như lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dù từ lâu tôi đã rõ tự báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hành ái trong đời mạng pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết phương hướng về giáo pháp của Phật. Ba, tự báo trong chốn địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự tự báo trong chốn địa ngục như vậy, họ có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho dâu cài trên đó, họ có địa ngục moi tim người tội để cho của giả sao ăn, họ có địa ngục vậy dầu sôi thùng một nó là người tội, họ có địa ngục đốt cộng đồng giấy đỏ rồi mất người tội ôm lấy, họ có địa ngục đồng bằng lửa lớn để tắt vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cảnh thân văn giá, hoặc có địa ngục đều vô hạn được khởi tiểu, hoặc có địa ngục lao gai chân sắc, hoặc có địa ngục lâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chuyển đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho đắng sắc uống cắn, hoặc có địa ngục sửa gió sắc, hoặc có địa ngục đóng bánh lửa sắc. Nhưng dạ, những quả báo như thế, trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắc, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này là do các hành nghiệp quá của chúng sanh mà cảm vậy ra, đã từ ra có những sự việc về tạo báo địa ngục, hơn trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở. Cũng chỉ là nhiệm vụ đây tôi nương ba thần của Đức Phật và vị nhân giả họ mà nó rơi được như thế, nếu nó rõ ta thần cũng biết nó cũng không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Như Lai Tán Thán phẩm thứ sáu. Một, Phật phóng quang nhận bảo, lúc đó cấp thân của Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hàng ngàn ra cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó và ra tiếng lớn bởi khắp các cõi nước của chư Phật rằng: Tất cả hàng đại Bồ Tát và trời đồng biển thần vân vân, đóng ngày hôm nay ra hay ngợi ra bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, thì ra sức tu bi ba thần không thể niết bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ hàng Bồ Tát đại hiển ông cùng với trời đồng biển thần vân vân, nên dùng nhiều phương thức để giữ gìn kinh này làm cho tất cả mọi loại chúng sanh được khỏi tất cả sự khổ mà chúng sanh vui niết bàn. Hai, Bộ Quản Thư Hỉnh. Nói lễ xong, trong phó hộ có một vị Bồ Tát tên là Bộ Quản cung kính chấp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Này con, Đức Thế Tôn, ngài thiên ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ mà như thế, trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh không thành mạng pháp sau này mà tuyên nói những sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lễ cho hàng trời người, làm cho hàng trời Đồng Bát Bộ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quản Bồ Tát cùng trong tiếng chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì con nói được về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lễ cho người cùng trời. Ngài Phổ Quản bạch Phật rằng: Vâng, một Đức Thế Tôn, chúng con xin tham muốn nghe. Ba, phần dạy sự lễ. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quản Bồ Tát: Trong đời sau như có người thiện nam để kẻ hiền nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chấp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là tiếng mộ của nó sẽ qua khỏi thủ hộ trong 30 kiếp này. Phổ Quản, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào
hoặc là họ vẽ hình tượng là địa tạng bồ tát rồi cho một lần chiêm ngưỡng một lần ảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đâu là 100 lần, không còn phải bị ra đạo quá đạo nữa. Bây giờ ngày kia bước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian còn vẫn còn việc quốc vương hàm mất sự đại lớn bố họ đứng hơn như có người nữ nào nhàm chán tham giới hết lòng cũng nhiều người về có địa tạng bồ tát và những tượng có bằng đức đắc ra sơn rộng rắp vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục ấm độ tràn vang tiền bạc vật báu vân vân cũng dường như thế vậy không thôi. Người thiện nữ đó sau khi bản một thân gái hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không tranh luận ở nước có người nữ muốn nữa là thợ thân gái trừ tiêu về đồng tượng phát nguyện cùng bao thợ thân gái để độ chúng sanh đưa nơi phước cũng dường địa tạng bồ tát và trước công đức đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thợ hơn người nữ lại nữa. Năm thân xinh đẹp như có người nữ là nữa này đi phổ quản bồ tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài địa tạng bồ tát chí tâm chiêm ngưỡng lãnh đại chừng trong phòng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình thứ bảy xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhận thân gái là đến trăm nghìn muôn đời thường lập con gái nhà vua cho đến là vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giải thích là đang ra xinh đẹp do việc có đồng chí thành chiêm ngưỡng lãnh lễ ngài địa tạng bồ tát mà đặng phước như thế. Trong quy thường hộ vệ lại nữa nhà phổ quản như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đốt rước lửa của ngài điện tạng bồ tát mà rồi các thứ kỹ nhạc âm ca khen ngợi dùng hương hoa cúng dường cho đến khi có được một người hay nhiều người những hạng người đó trong đời hiện giờ cũng ở vị la sâu thường được trăm nghìn vị quỷ thần người đem theo hộ vệ còn không cho những việc không dựng đến ra người đó cũng là để cho người đó phải chỉ có ra và bất ngờ bảy kinh chơi bất tội lại nữa này phổ quản bồ tát trong đời sau những có người ác phản thần ác quỷ nào thấy lẽ thiện nam người thiện nữ quy cung kính cúng dường chiêm ngưỡng lên lễ ngợi thay ngài địa tạng bồ tát mà một sanh sinh chê là không có công đức cũng không có sự lớn họ nhân đang ra cửa họ chê đâu luôn hay chê trước mặt hoặc hay mở người thấy cùng chê hoặc hay mở một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê 300 triệu một niệm thời nhận cảnh như thế đến lúc khi một nghìn đức cũng trong hiền kiếp gặp gì cả vì từ bác kinh chê đang ở trong địa ngục a thì chịu tội khổ rất nặng qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ rồi mà đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân rút sanh và phải sẽ qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người chờ được làm người như ở và hạ mừng cùng hiền hạ tự nguyện thứ rất là bị nhân nghiệp ác ra một quả thân không bao lâu phải sau đó quả nào nữa. Này phổ quản thanh chơi người khác cũng nhiều mà còn mắc phải tụi nó xấu khổ như thế không nữa là tự sanh đắc kiến mà thanh chơi phá diệt tám tiêu gọi chứa lại nữa. Này phổ quản bồ tát trong đời sau như có người nam người nữ nào đang nằm liệt mỏi trên giường gối còn trống không muốn giết cũng được không được họ nên làm chi ba thấy tôi giữ cho đến để thân hết trong nhà họ thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị vấn đề hoặc với biểu thường cùng đi để qua những tháng nhiều năm đến đỡ thời bệnh lao bệnh lại trong giấc ngủ khi đến thế thảm đau khổ đây đều bị nên được đạo luận với chứ quyết định là khi hay rộng nên họ là khó chết họ là khó lành mất phật tục của kẻ nam người nữ không thể bị rõ việc đó chỉ phải theo đối trước từ của chư Phật Bồ Tát do tiếng mà đọc kinh này được biến hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh được ưa thích như một đội với bó nhạc ở lùi quần vân vân đối trước người bệnh cứu thương nó và xuống đến nằm chúng tôi lên đó họ đó nên vì người bệnh này đối trước kinh tượng đêm nhận của vật nào cũng được kinh tượng hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát hoặc xây dựng cửa tháp hoặc sống nhỏ nó cũng không có một cổ thường trụ tướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết giải sự như hình thức của người bệnh đã phân tán hết hơn thở lại nhất và họ 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày cho đến 7 ngày cứ đứng tiếng sức mạnh như trên và đứng tiếng động kinh này sau khi ngừng bệnh đó bạn chung thì dầu cho từ trước có tội và nặng nhẹ đến năm rồi vô dáng cũng nặng hết rồi thẳng thở ra một đau cũng thường nhớ biết vì đã trước không nói là người thiện nào người thiện nữa là từ mình biến chết cái này hoặc mọi người biến chết hoặc từ mình đã phải hành tựu của Bồ Tát cho đến mọi người khác vẽ đất từ đó cái thọ quả báo chết làm nhiều loại lớn nhà phổ quản Bồ Tát vì thế nên không thấy người nào đọc được cái này cho đến chỉ cho một niệm nguyện hay cái này hoặc là có lòng không minh đức với kinh không còn phải dùng trong niệm phương trước nữa mà đó có lòng sinh năng chế lần hóa thấp và có thể được trong niệm của không đức thành thành như bạn hiện tại và vị lai chính rêu rộ con linh lại nữa đại phổ quản Bồ Tát nhưng những chúng sanh đời sau họ trong giấc ngủ họ trong chim ba thấy cái hạng quỷ thần những cái hành lạ rồi buồn bã họ khóc lóc họ rầu rĩ than thở họ hãi hùng và sợ sệt vân vân đó đều là vì họ cha mẹ con em họ vợ chồng tướng hồ trong một đời mười đời hay trăm đời nghìn đời bệnh họ quá khứ đang bị đòi là quá đạo chưa được ra khỏi không biết trong bao bộ khứ được nơi nào để cứu vớt họ khổ não nên mới từng thất vọng với người có từng khứ được trong đời trước còn bao lọc phương tiện gì để họ được thoát khỏi đạo đẹp của quả không nên dùng rất quan trọng biến hành ứng dụng đó đối với thần lực của chư Phật Bồ Tát chứ tâm từ gặp kinh này họ thể như hát đầu đủ số ba biến và nếu mày biến như vậy cứ ứng dụng mấy cái là khi đến tụng kinh được rồi mới biết đó xong thì là giải thoát cho đến trong khi ngủ không còn thấy hiện về nữa mười cõi lô lệ lại nữa này khổ quản do đời sau này có những hành người hạ tiện hoặc thế trào tất cả những đứa nhân kẻ không được quyền tự do nào biết là do từ việc đời trước gây ra còn phải trong hết đó thành nên chiếc tâm chiên quân đã lễ hành tượng của ngài địa tạng bồ tát và đồng tục và niệm liên hệ của ngài địa tạng bồ tát đủ rốt một buôn rồi đủ một buôn biến những người trên đó sau khi bạn có thân hạ tiện hiện đời trong mình muôn đời về vị lai thường đủ thất thanh và nhà thông quý thân mình xinh đẹp 11 thân con dễ nuôi lại về nữa ngày của quản bồ tát như về trong thời sau này nếu có diêm phù đề trong hoàng sát đế lợi bà la môn được giải cư sĩ tất cả các hạng người và những nhân lục dụng họ khác như có người nào mới sanh để con trai hoặc con gái là trong bảy ngày sống vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tự quy định không và tự quy định không thể như bài này là vì đứa trẻ mình là danh hiệu của ngài điện tạng bồ tát đủ một môn biến từ vậy thời đứa trẻ học ra là gắn mới sanh ra đó nếu là trước nó có người lấy tự và nhiên cũng hạnh thất hoặc cả nó sẽ ăn họ vui vẻ dễ nuôi là không được sống lâu còn như nó là đứa nương phước lộ mà lợi sanh thời đời nó càng được an vui hơn được sống lâu hơn
12 ngày thật ra cũng phải được phước, là ngày nữa này có quả trong mỗi tháng những ngày 11, 18, 14, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tử các nhóm lại để định hành hai dạng. Tất cả những cử chỉ đồng niệm của chúng sanh trong cả năm giây vô đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, không nữa là những cái vô luôn. Nhưng hại trận pháp tại trong mọi người trong nhiều tội lỗi. Về đời sau nó có chúng sanh nào trong 10 ngày trang cảnh trên đây mà có thể đối trước hình nữ chưa Phật Bồ Tát hiện thánh để động tội cái này một biến. Thầy cho quanh chỗ người đó ở. Vốn hướng đầu tiên đang mất trong khoảng 100 giây thường không có xảy ra những việc tai nạn của chính nhà của người đó ở. Tất cả mọi người học giả trẻ về hiện tại và vị ra đến trong 10 năm xa hoa hẳn gác đạo. Trong 10 ngày trang trên đây nó có thể mong hệ tội một biến như này, hãy làm cho người trong nhà. Không mất phải mình tới bất ngờ đâu mà dây dựng này có quản về thế nên biết rằng ngày hiện tại mình đã có bất khả thiết trong mình muốn ước những sự oan hờn lớn nhiều lễ cho chúng sanh như thế chúng sanh đâu có năm dương hồ đề này có nhân duyên lớn với ngày địa tạng đại sĩ những chúng sanh đó họ được nghe danh hiệu của địa tạng một tháng hoặc được thấy hình tượng của địa tạng một tháng cho đến ngày chừng ba những năm những bên này còn một bạn kể hay một con thì những đó thường sự oan vui lạnh thường trong mình hiện tại trong mình muốn đời về hiện nay thường được thấy rằng người nhà thân quý thân hình xinh đẹp được ba danh hiệu của kinh khi nghe đức phật như lai ngợi khen tư mệnh ngợi khen ngày địa tạng đại sĩ xong rồi phổ quả một tháng thì vừa xuống chắp tay mà bạch cổ đức phật rằng bạch thế tôn từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có đại nguyện lực cùng thần lực không thể gây bạn như thế rồi trong này vì muốn những chúng ra trong đời sau này đã biết các sự lợi ích đó nên không có cần học cùng đức như lai và con xin cung kính thêm nhận là phật dạy và đức thế tôn nên đặt tên là gì và lệnh cho con lưu thế nào đức phật bằng lời phổ quả bồ tát cái này có ba danh hiệu một là địa tạng bổn nguyện kinh cũng là gọi là địa tạng bổn hạnh kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là địa tạng bổn hạnh kinh đây là tên thứ ba do vì ngài địa tạng bồ tát được cái bao xa thường có người động nó có độ tất cả chúng sanh cho nên nó còn đúng theo tâm nguyện của lưu hành trừ bát kinh này nghe đức phật dạy xong rồi phổ quả bồ tát xin chịu chắp tay cung kính đại phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện lấy cái con người mất phẩm thứ bảy một khi tu thánh đạo lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn con xem thấy chúng sanh không có duyên phù để sanh tâm một niệm không di là chẳng phải tội nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành còn nhiều hơn tâm tốt hay nào còn hoặc khi gặp những trường quá chẳng lành lại lần thêm lớn những hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong một lần càng nặng thêm lần càng không đúng thêm lần nhưng mà đúng lúc sau những người đó họ gặp hàng thiện trí thức rồi dùng đá bó cho là đội dụng tất cả vì hàng thiện trí thức đó có rất rất phải mạnh là dự đỡ người ấy cứ làm cho người ấy mạnh lên trước khi đọc nếu khi ra khỏi một lần đến chỗ nó bằng khoảng rồi thì còn phải chấp nhận đến con đường xoáy là có đi vào đó nữa và đức thế tôn những chúng sanh quen theo thế bắt đầu từ mẹ muốn rồi những việc vô lượng đến khi những chúng sanh quen theo thế chẳng là đấy rất là mạng dung và cha mẹ của hệ thân quyến vì vào đó mà tôi tập tức là để giúp tiêu độ cho người đó hoặc ra văn lộ hết đèn dầu hoặc chuyển động tôn kinh hoặc cũng nhận tượng và cùng hình tượng các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của phật và bồ tát cùng đức thiên phật làm cho một danh một hiệu đó và đó là những người trong mạng dung đó hoặc là ở nơi vốn thức nghe biết cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây ra riêng tính đến quả báo thể hiện thì đó về vị đạo quả đạo công nhận thân quý vì người đó và tu nhân viên thánh đạo cho nên các điều ác của người đó thể được lưu rạch sau khi người đã chết là có thể trong 49 ngày vì người ác và tu tạo phước lành họ hay họ có thể làm cho người chết đó và họ chúng hay đạo thường được thanh lên cõi trời hoặc trong mọi người cũng lấy nhiều sự rất vui sướng cả thân quý hiện tại đó cũng được vô lượng điều ích vì lẽ trên đó nên đang có đối trước đức phật thế tôn cũng hay rời rồng tám bộ chúng người ít tiên nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi dương hồn ngày đông chung để thân ngược và cẩn thận cho cái giới hạn vì nhớ cái làm việc riêng chẳng lành cũng đừng để lời quỷ thần và cũng hoa quá vì sao thế vì vị giới hạn cho đến giờ đó không có một bệnh chi để cho người chết cả chỉ có cách thêm tội duyên của nó là cho bản thân sanh lại hơn thôi giả sử người chết đó hoặc là trước cái đời hiện tại vừa rồi để chứng đạo phần thánh quả trở nên vào cõi trời nhưng bởi vì đó đông chung hệ cũng vừa gây tạo việc riêng chẳng lành cũng làm cho người chết đó mới ưu lệ phải nói việc nhận sanh người chúng lành cũng như là người kia chết lúc sanh thì chưa từng làm được chút phước lành để thế nghiệp của họ đã gây tạo mà tự với vị sao đạo bá đạo hàng luân hồi bá đạo lại làm cho tội nghiệp cũng vẽ nặng thêm cũng biết như có người từ xuống xa đến từ luân hồi đã ba ngày rồi một người đó ba có đã không trong cân một gấp kỹ lần cận là cứ mất rồi một nữa vì vậy mà người xuống xa đó là gặp phải khốn khổ nặng nề thêm ở đức thế tôn con xem thấy tất cả những chúng sanh ở trong cõi như bồ đề nếu nơi trong giáo pháp cổ phật mà có thể gặp vị phước lành cho đến chừng bằng sợi lông nhỏ nước hoặc một hạt cát một mảnh bụi nhỏ là tất cả những người đó để tự mình được lấy cả hai trường giả bình hỏi khi ngài điện tạng nói lời như thế xong trong pháp hội có một vị trường giả tên là đại biện ông trường giả này từ lâu được chứng quả vô tranh thì thân chủ giả đến hoa động chúng sanh trong mười phương ông chấp tay cung kính và thưa hỏi ngài điện tạng một lát rằng ngươi đại sĩ trong quả năm diêm phù đề này có chúng sanh nào trong viên mạng luôn mà hàng quý thuộc kẻ lớn người nhỏ vì người chết tôi các công đức làm những phước lành tôi các công đức đến biết ra cũng nhiều làm những phước lành thành người chết đó có đặng lớn lớn cùng đặng giải thoát chăng ba chỉ còn là mất được lợi ngài điện tạng một lát nói rằng ông trưởng giả đây tôi với tất cả chúng sanh trong hiện tại này cũng thử vì lai sau luôn luôn ai thật đức phật mà nói được về việc đó thì ông trưởng giả tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu đã nghe danh hiệu của một đức phật tất cả chúng sanh trong thời hiện tại hay vị lai lúc lâm chung nếu đã nghe danh hiệu của một đức phật danh hiệu của một bồ tát danh hiệu của một bích chi phật thì không luận là có rồi cũng không rồi đều đã giải thoát cả như có người nam người nữ nào lúc sanh tiền không tư tạo phước lợi mà không tư tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác sau khi mình mạng chung hành không biết kể lớn người nhỏ vì người chết mà tôi giải quyết lợi là tất cả việc về thánh đạo thời trong bảy phần công đức mình chết nhà đạo một phần còn sáu phần công đức thường người gửi thân quý hiện ra tôi giải đó
Bởi vì tới đây là những người Việt Nam cũng hiện ở hiện tại và vị lai, đây là nó vừa đó nó cố gắng và tu hành và là ủng dụng một công đức con của những vô thượng kim hạnh mà đến thành vô vẫn được người chưa rõ là rõ hơn bước trong 49 ngày như ngày chưa đứng ở tại cái tuy rồi được người luận về nghiệp quả thế giới định xong theo cái theo nghiệp quả họ đã quả báo trong lúc mình chưa biết chắc là làm sao đó thì mình mua rượu khổ hoặc là tôi bị đạo vật ác đạo thần hồn của chết đó khi dư họ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hạt của những thân quý như giả phước lành để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày và cứ theo nghiệp quả thế giới quả báo. Người chết đó nó là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có nơi nào được thoát khỏi, còn nếu là kẻ phạm nhân tội vô gián thời ở bãi trống địa ngục thời và đạo vào đại địa ngục chịu bằng những sự đau khổ cho người chết muôn kiếp rồi về nửa đông trưởng giả. Sau khi những chúng sanh lên phạm sự nghiệp như thế bằng chung hạnh có những thân quyến có làm cha để giúp thay phước lành cho người chết đó thời vi trong thử chua rồi cùng trong lúc đưa lành cho các đem nước gạo lá rau vô vân ở bãi đất đất cho nên các thứ đồ ăn chưa dân cúng cho phật cũng đang thời chẳng được ăn rước nấu dâm trái phép và không được tinh thần kỹ lưỡng. Thời người chết đó vẫn không được 7 phút nào cả nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tâm trạng đem như cúng với Phật cùng tăng thành rộng và không biết mình chết giờ động người chết hỗn độn một phần năm trưởng giả vì thế là những chúng sanh trong cõi như Bồ Đề sau khi cha mẹ hay hàng thân biến chết đó có thể làm cho cúng dường với tâm cầu khẩn thời những người như thế cái còn lẫn nó mất đời đặng lợi cả lúc này điện tại nó là này tại cung trời đó là có số nghìn muốn ra gia tha quỷ thần cõi như Bồ Đề để có tâm Bồ Đề vô lượng ông trưởng giả đại biểu vui mừng vua là dạy làm lễ mà lui ra cái đề tạo vào các bổ nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ 8 Diêm La vương phủ vương quân thập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng đại quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng minh cung trời đau lợi đến chỗ của Đức Phật các vị quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương đã quỷ vương đại đánh quỷ vương mạnh hổ quỷ vương huyết hổ quỷ vương xích hổ quỷ vương đao hưng quỷ vương phi hưng quỷ vương định quang quỷ vương la nha quỷ vương đạo thú quỷ vương phù thạch quỷ vương chủ hao quỷ vương chủ hòa quỷ vương chủ quốc quỷ vương chủ thập quỷ vương chủ tài quỷ vương chủ khắc quỷ vương chủ cầm quỷ vương chủ thú quỷ vương chủ mệnh quỷ vương chủ sản quỷ vương chủ mà quỷ vương chủ tập quỷ vương chủ hiểm quỷ vương ra một quỷ vương nước một quỷ vương ngũ một quỷ vương thì lợi thất vương là thì lợi thất vương thì lợi so vương là thì lợi so vương anatra vương là anatra vương vân vân những người đại quỷ vương như thế vân vân mỗi vị cùng với trong nghìn tiểu quỷ vương cả thể trong cõi diêm phù đề đều có chức trách đều có phần chủ trị các vị quỷ vương đó cùng với vua diêm la nên rất oai thần của đức phật cùng oai lực của ngài địa tạng đại bồ tát đồng lên cung trời đau lợi đứng có một phía hai vua diêm la bạch phật bấy giờ vua diêm la vừa có chắp tay mà bạch của đức phật rằng bạch đức thế tôn nay chúng con cùng với hàng vị quỷ vương đứng dưới oai thần của đức phật cùng oai lực của ngài địa tạng bồ tát mới được lên đến đại hội nên cùng trời đau lợi này mà cũng là vì chúng con học phước lành vậy nay chúng con có chút việc nghi ngờ cho mình hỏi đức thế tôn của xin đức thế tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho Đức Phật bảo vua Diêm La rằng cho phép ông hỏi ta sẽ biết ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng lên lại Đức Thế Tôn vẫn không có lại ngài địa tạng Bồ Tát rồi bệnh cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn coi xem xét ngài địa tạng Bồ Tát trong sáu đường đường trong nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ mà không từ bệnh nhọc ngài địa tạng Bồ Tát đây có thần có những sự thần thông không thể nghi bàn như thế nhưng do hạnh chúng sanh vừa đẳng thoát khỏi tội báo không bao lâu và ra đạo quá đạo nữa. Và Đức Thế Tôn ngài địa tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế nhưng tại vì có sao hạt chúng sanh chẳng chịu nương và định hành để được giải thoát mãi mãi. Ba phần dạy sở nhân Đức Phật bảo vua Diêm La rằng chúng sanh đâu có đau như phù đề tánh tình cứ gọi khó giải khó sửa ngài địa tạng Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã được cố những chúng đó làm cho sớm được giải thoát những người bị tội ba cho đến bị đọa vào đường ác lớn ngài địa tạng Bồ Tát cũng rất vui liền nhỏ thành của các nghiệp duyên mà làm cho những chúng sanh đó nhớ với những con vị đời trước tại vì chúng sanh đâu có duyên phù đề kết được giữ phần tội lạc nơi vừa đó ra khỏi đạo rồi trở vào lại làm nhập trên ngài địa tạng Bồ Tát và trải qua những cơn kiếp lớn để cứu độ chúng nó. Thế như có người anh nước nhà mình đi đạo vào con đường hiểm trong con đường hiểm đó có vô số loại ví dụ không bao có tên bị quan huyết anh nhật có con có vô số loại ví dụ có người quên mất nhà mình đi đạo vào con đường hiểm trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa cùng hồng sắc sư tử rất là bò cạp người qua đường đó trong đường hiểm thời gian đó nữa sẽ bị hạ có một vị trí hức hiện giờ phát thật là có thể được động hại cho nên có thể trừ của dạ sao khá là ảnh động vân vân chờ gặp người quan lại đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn mà còn có rằng ôi hay động kia có tiền trừ gì mà vào con đường hiểm nạn này ông có pháp thật là gì có thể ngăn trừ các sự động hại chăng người lại đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nạn mình liệu người trở lại muốn ra khỏi con đường hiểm nạn đó vì thiện như thức ấy dẫn nhất nắm tay dẫn nhất người ấy ra khỏi đường hiểm nạn khỏi các sự động hại đến con đường đó làm như là ổn rồi bảo rằng người lại đường từ nay về sau chắc có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa ai mà vào con đường đó có ra khỏi đạo là còn phải bị tổn đến mạng người lạc đường đó cũng sẽ lòng cảm động lúc từ biệt nhau vị nhất là dặn thêm nếu không có gặp kẻ bên người thân cùng những người đi đường họ trai hay gái thẳng bảo cho họ biết con đường đó có nhiều sự độc hại vào đó ắt là tổn đến bạn vì thế nên ngài địa tạng Bồ Tát có đủ đức từ bi lớn cô có chúng sanh mắc phải tội khổ nên chúng ta sẽ lên cõi trời có người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp những chúng sanh tội khổ đó rồi biết được khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa nhưng người quên được khi lọt vào đường hiểm gặp bị hiện thức cảnh giác ra khỏi không bao giờ còn lại vào nữa giờ vẫn như thế là bạn chứ còn được ấy từ nói rằng mình là người quên đường đã đi lại vào đó đây là thế khỏi rồi đã không còn trở vào con đường đó nữa nếu còn đi vào con đường đó nữa thì là còn mê làm không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng sang rồi đến nỗi phải mất mạng
Nhờ chúng sanh bị độ mà chúng ấy đàn ngày liền là một thế người rất phương tiện cũng có chưa được thoát khỏi sanh mà còn trời được cũng vẫn chưa mở đạo nữa. Nên chúng sanh đó có nghiệp ác quá nặng, thở mãi chúng tâm đồ chỉ mãi những sự đau khổ, thở mãi chúng địa ngục, không khi nào được thoát khỏi. 4 quỷ vương và thiện nguyện. Bây giờ A Nặc quỷ vương chắp tay cung kính mà cơ hỏi Đức Phật rằng, mà bạch cũng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng, hoặc các vị làm đất cho người, hoặc các vị làm tổn hại. Chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi dương phù đề, hoặc các vị làm đất cho người, hoặc các vị làm tổn hại cho người, bộ môn đâu không làm nhau. Nhưng vì nghiệp báo kiếp người chúng con đi qua thế giới ác nhiều lợi ích, đi qua sân nhà người, hoặc thành đất xóm làng, rạp vườn vườn nhà, không có người cho, như có người cha kể thế nào tôi được đức phước lành tiền bằng mảy lông sợi tóc, cho đến trên một lớp da một bao cá chúc hương chúc hoa cũng nhiều tượng phật cùng tượng bồ tát hoạt động tụng dung kinh đúng hơn cũng như một bàn kệ một con kinh hàng quỷ vương chúng con cung kính lại người đó như cái đại có đức phật tổ quá khứ đương hiện tại của lúc vị lai chúng con truyền cái hàng từ quỷ coi lực lớn và cái có phần chức trách về cổ đất lai đó để phải hỗ trợ những người còn chẳng cho việc giữ công sự cái tai nạn bất kỳ bệnh tật hiểm nghèo hay lực cho đến những việc không vội đến gần chỗ của cái nhà đó là để vào cửa đức phật can quỷ vương rằng hay 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 công cùng với quân chúng đang có thể ủng hộ cải thiện đang được hiện như thế ta cũng truyền cho các vị trời phật vương để thuyết phục các ông năm chủ mạng trình thương khi đức phật đó là ấy xong trong bốn hộ có một vị chủ vương có một vị quỷ vương tên là chủ mạng bạch cũng đức phật rằng và đức thế tôn võ nghiệp riêng của con là cái quả về tự học của người trong cõi dương phù đề khi sinh khi tự con đều con biết đó cứ theo nên bộ nguyện của con thì có lợi rất lớn cho mọi người nhưng tại vì chúng sanh không vừa ý của con nên đến độ khi sinh khi tự được con được an ổn thì làm sao thế sau khi sinh nở nó làm được kiến là người trong cõi dương phù đề người trong cõi dương phù đề lúc mới sanh không gọi là con trai con gái khi sắp sinh ra chỉ nên là việc phước lành theo trường đó cho nhà cửa thời thổ địa vui mừng không xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con này là nhiều sự an vui hạnh phúc cũng được phước lợi hoặc khi đã hạ sinh rồi nên cẩn thận chứ có những hạt sinh vật để lấy những vị tương quan cung cấp cho người sẽ món ăn cùng những hồng cả hàng cũng ngược lại để rượu ăn ăn thịt ca sen là cháo nếu là những vị như đó thử hai mươi cho mẹ đứa con chỉ là ao vui vì ra thế vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số là của dự cùng ba quá trình mỹ quan huyết tinh nhờ có con trong đạo sao các vị thường lên sát nhận thôi để bảo hộ mẹ con gái là cho được ao vui mà đạt nhiều lớp để thấy mình được an ổn thế là nên làm phước lành để đền đáp con thổ địa và trái lại những hạt là sinh vật còn lại không biết vì lẽ này đã phải tội lỗi tức phải tự thọ lấy tam bảo để con được tổn bảy lúc chết là tôi phước lành người trong cõi dương phù đề lúc bạn chung không được là người lành hay kẻ dữ không cũng đồng với họ không bị đòi lại bởi chúa ác đạo hướng gì là người lúc sanh tiền biết tự tu tập và phước lành giúp theo ơn được cho con trong cõi dương phù đề những người làm bạn đến lúc bạn chung cũng không có trong mình quyển hơn ác đạo hoặc biết thành cha mẹ cho đến hóa là người thân quý gần nhất người hồn người chết là cho đòi lại bởi chúa ác đạo cũng như là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn cho người bác và đứng thế tôi những cái năng tự như lúc làm chung thờ nước hôn mê không bị để làm điều dưỡng cho đến mắt mình ta không còn thấy gì hết hạn như người làm chung đó nên phải nắm trở lại một việc cũng lượng lớn từ lượng tôn kinh niệm danh hiệu của phật và bồ tát được nhân duyên phúc lành như thế có thể làm cho người mất thoát khỏi chúng ác đạo có thứ mà quỷ ác thần thể ra khỏi đưa ra người hết mà lúc hết tôn tất cả chúng ta lúc làm chung đó là nghe danh hiệu của một đức phật danh hiệu của một bồ tát hoặc nghe một con một bài kệ kinh điển ngày thường con xem hết thấy những hạng người ấy trên năm tuổi vô dáng cùng tận hết hạn những người bé nhỏ đó lẽ phải sao bé đạo thì nặng hết hỏi cả tám đức phật học khi cho chủ mạng bây giờ đức phật bảo chúng bạn bồ tát rằng ông vừa có lòng đại từ nên có thể phát ra là người lớn ở trong sanh tử của hội chúng sanh như thế như vậy trong đời sau này có những hạng người hạ tiện hoặc thích ra như vậy sau này có những người nam người nữ nào đến lúc bạn chung ông chắc có lẽ là người trên đó đều nên làm cho giải thoát mà bán được ao vui chủ mạng quỷ vương mình cùng đức phật rằng xin đức thế tôn chớ lo đạo lực của con luôn luôn ủng hộ chúng ta nó có dân vô để lúc sanh lúc tử đều làm cho được ao vui cả chỉ trong mong cái chúng sanh trong lúc sanh cùng như tử tên hai đầu của con đã nói trên thời đại giải thoát đã rất lớn trên lúc một thần khí siêu của mạng mới giờ đức phật bắn hai điện tạo bồ tát rằng điện tạo một vì đại quỷ vương cái quả về tự học của mà gần đây đã từng đến qua trăm nghìn đời làm việc quỷ vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng thi tử đó là một quả thế này sĩ vì lòng từ bi có người hiện thành đại biểu chết thì thật không phải quỷ có 150 kiếp sau ông đó sẽ được thành phật thì là vô tướng như lai tức đó tên là an lạc ở nước tên là tịnh trụ và bạn có đức phật đó đến lúc kiếp không thể tính đến được này điện tạo bồ tát những sự cô vị đại quỷ vương nói như thế hàng người cùng trời được với độ thái cũng đến số không thể hàng lượng chính xưng danh hiệu chư Phật trên địa tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín lúc đó ngài địa tạng Bồ Tát bạch cùng đức Phật rằng bởi đức Thế Tôn nên con vì chúng sanh trong đời sau một cô về sự đến đang dần trong vòng sanh tử làm nhiều lớn lớn cứ xin đức Thế Tôn cho phép con nói đó đức Phật bảo ngài địa tạng Bồ Tát rằng nếu muốn khởi động từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà vì nó thì nhận thành niết bàn bây giờ chính được với lúc rồi ông nên nói ngay đi giả sử ông có thể sớm làm xong việc đó thế giờ có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh đã hiện tại và vị lai nữa và đức Thế Tôn vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có đức Phật ra đời là vô biên thân như lai như có người nam người nữ nào nghe được nghe đến
Nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà lại sanh lậu cung kính thì lại siêu việt lại lặng sanh tử trong 40 kiếp muốn lập lại đất thành tựu nhiều tháng tháng người này được vô lượng vô biên phước lợi lại hàng ngày trong kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bụt Thánh Như Lai như có hình nam nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong khoảng cả móng tay người này chẳng hẳn không còn thoát chuyển đến đạo vô thượng chánh giác lập về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ba Thánh Như Lai khi có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát khỏi tai người này đi được một lần lượng trên lên sáu tầng trời có dục muốn là chí tâm kinh niệm lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Trư Tự Thống Như Lai khi có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thần người này đã gặp hàng hà chư thần người này thần người này đặng vô lượng chư Phật hợp khí đạo vô thượng cho lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng nên lễ chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái chí tâm chiêm ngưỡng nên lễ cúng dường người này đặng lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tháng tháng người này nếu phát hộ của một người Đức Phật trong nghìn kiếp rồi vì đại phạm vương đạo Phật hợp biết đạo vô thượng cho lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời bản không còn sa đạo và giới đạo thường được sanh vào chúng trần thường lấy sự vui thường thắng vi diệu lại về thọ lại vô lượng vô số hàng ngày ra kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bổn Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi rõ bán đạo thường ở tại cung trời hưởng sự vui thường thắng vi diệu lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bổn Tướng Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đang sanh lòng cung kính không bao lòng gãy rồi đạo quả A La Hán lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thần người này đặng sinh thất tử sanh tử trong 100 đại kiếp lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này đã gặp hàng hàng chư Phật nói gì pháp hoặc cho đều đặng thành đạo bồ vô lượng bồ đề lại về thọ quá khứ có Đức Tịnh Vương Phật Đức Sơn Vương Phật Đức Trí Thắng Phật Đức Tịnh Danh Vương Phật Đức Trí Thành Tựu Phật Đức Vô Thượng Phật Đức Diệu Hinh Phật Đức Mãn Nguyện Phật Đức Nguyện Diệu Phật có bất khả thuyết Đức Phật Thái Tôn như thế tất cả chúng sanh trong thời hiện tại còn ở vị lai như hoặc là trời hoặc là trời hoặc là người hoặc người nam hoặc người nữ nó là nghe chỉ niệm nhận danh hiệu của một đức một hơi sẽ được vô lượng công đức muốn nữa là niệm được nhiều danh hiệu những chúng sanh đó lúc ra lúc tự là nhiều phước lợi không còn phải bị sa đọa bát đạo nữa nhưng có người đạo rất mạnh dung hạnh thân quý trong nhà những đứa trẻ những đứa một người vì người bệnh rất chết vì người bệnh đó mà niệm đến tiếng danh hiệu của một đức phật thằng người chết đó trừ năm tội lớn vô gián còn tội rất hại những miếng bánh nhỏ khác đó lại phải ra vào chúa đạo để hóa khoảng cải năm tội lớn vô gián kia giờ rất nặng nề đó lại phải ra vào chúa đạo trả đến nhìn kiếp muôn kiếp nhưng bị vì hàng thân quyến nhưng bởi vì người khác vì đó mà xâm nhập danh hiệu của phật cho nên những tội đạo đó cũng là người chưa sạch hay không gì là người thiện nam người thiện nữ nào chiết tâm tự mình xâm nhập danh hiệu chư phật người này đặng vô lượng phước lợi trừ diệt người này đặng vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ kinh điển tạm mới thấy mọi người biến chung hết bộ hành đề tạng thì người rộng sâu người bạn cho sáng và chúng sanh đều một khổ không thành kinh lớn kiến thành phẩm mất khổ trong luân trong vô thường trụ thập phương pháp trong vô thường trụ thập phương pháp trong vô thường trụ thập phương pháp trong vô đại người địa tạng vương bồ tát ma ha tát trong vô đại người địa tạng vương bồ tát ma ha tát trong vô đại người địa tạng vương bồ tát ma ha tát ha 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 bồ tát ma ha tát